Đúng là đi xe đèn sáng rồi xong quay lại đi đèn tối là không đi được anh em ạ. Mình chướng một chiếc Mazda 3 này. Đấy, xe này thì trước kia anh chủ xe anh cũng đã đi đèn độ rồi. Và đợt vừa rồi thì anh đi tiếp một con Mazda 3 này. Con này thì bình thường thì em chỉ độ, đa số mọi người sẽ độ một con bi trên và một con bi gầm đó. Đấy, bi pha bi gầm. Nhưng mà ở đây anh chủ xe anh chơi lớn là trên độ hai cặp bi led. Đây là một đôi GTR Limited 3.0, đôi là Xlite V20 dưới Xlite F10. Đấy, combo này gọi là siêu sáng luôn anh em nhá. Mọi người có thể nhìn cốt kìa. Ánh sáng rất là rộng, đậm. Cái lên pha đây, cái lên pha có cả 6 pha nhá. Cái này mà anh em chạy cao tốc hoặc đường trường mà đi đường vắng mà anh em lên pha thì không phải suy nghĩ vấn đề gì nữa. Đi cực kỳ sáng, cực kỳ an toàn luôn. Đó. Combo 6 bi cho Mazda 3 2016. Đó. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe Mazda 3 từ 2015, 2016, 2017, 2018. Đấy, muốn nâng cấp đèn, em mở qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Độ zin luôn.